Dạ, em xin kính chào ông bà cô chú đã quay trở lại với kênh Bình Phúc TV. Kênh em chuyên tổng hợp những tình huống trộm cắp trên đường phố được camera quay lại để em chia sẻ cho bà con cô bác xem, biết đường bảo vệ tài sản của mình thật tốt, lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ. Và bây giờ em xin kính mời bà con cô bác xem video. Chúng ta tiếp tục đến với vụ trộm đầu tiên. Lúc này một tên trộm đã đột nhập vào bên trong một khu trọ. Quý vị hãy xem, nó dùng sợi dây để buộc cái cánh cửa phòng trọ của người ta lại luôn rồi kìa. Ghê gớm chưa? Giờ hãy chờ xem diễn biến tiếp theo của thằng này đây. Rồi, sau khi buộc những cánh cửa xong, nó vô nó bở chiếc xe của người ta. Lúc này nó thò vào bên trong để nối dây điện của chiếc xe kìa. Quá trời chuyên nghiệp cho tụi này luôn quý vị ơi. Những ai ở khu trọ thì nhớ cẩn thận tài sản của mình hơn nha. Đẩy chiếc xe vào bên trong phòng trọ đi, cho chắc ăn. Quý vị hãy tập trung vào nam thanh niên đội nón bảo hiểm bịt khẩu trang. Bên ngoài có một thằng nó ngồi trên xe, máy nó vẫn còn nổ luôn đó quý vị. Lúc này trên tay thằng đội nón bảo hiểm cầm nguyên chiếc điện thoại luôn kìa nha. Ngay lúc này nó quay trở ra, leo lên xe cùng đồng bọn đó và dọn đi trong tích tắc. Những ai buôn bán điện thoại thì hết sức cảnh giác với những đối tượng như thế này, bịt khẩu trang đi vô là nghi nghi là mình phải đề phòng liền. Rồi, hai thằng đã dọt đi mất tiêu luôn. Có một cô gái lợi dụng lúc đêm tối, nó phát hiện ra cây mai của người ta ở trước cửa. Bây giờ nó bứng nguyên cây mai và để lên xe luôn rồi kìa quý vị. Hãy chờ xem đây nha. Và một anh thanh niên đã thấy tên trộm cắp này, anh ta đi lại yêu cầu là cô này trả lấy cái mai cho người ta. Hết biết nó chưa? Rồi rồi, sau khi anh thanh niên này đuổi được tên trộm đó, anh dắt chiếc xe lại kế cây mai đạp máy sẵn luôn rồi kìa quý vị ơi. Trời ơi là trời. Ăn trộm rồi gặp là ăn trộm chúa nữa rồi. Cái này mà cái tên trộm người phụ nữ đó mà coi lại video này chắc tức dữ lắm, tức luôn. Hết biết cho quý vị, tưởng đâu người tốt đó. Chúng ta đến với sự việc tiếp theo. Quý vị hãy tập trung vào hai đối tượng đi trên một chiếc xe máy. Nó đã tiếp cận vào bên trong rất nhiều xe luôn rồi đó. Anh bảo vệ là anh mặc cái áo màu hồng đó nha quý vị. Sau một lúc nó ngoắt anh bảo vệ qua hỏi chuyện nữa rồi kìa. Rồi xuất hiện một tên trộm nữa là đồng bọn của tụi nó đó nha. Nó đang bẻ phá xe luôn rồi kìa. Quá trời quá đất chưa. Rất may mắn là chị gái chủ xe đã đi ra, nó bỏ nó chạy luôn đó quý vị. Lại là tụi nó dàn cảnh nữa đó nha. Quá trời hên luôn, chị gái nếu mà không đi ra kịp là coi như anh bảo vệ là đền chiếc xe cho người ta nữa rồi đó, thấy chưa. Những ngày bảo vệ thì hãy nhớ cho kỹ những tình huống như thế này. Tiếp tục nữa nè.
Sự việc xảy ra bên sông một quán nhậu nha. Một nam thanh niên mặc áo đen, bịt khẩu trang, nó đang đi vào bên sông rồi đó quý vị ơi. Hãy chờ xem thằng này nó làm cái gì đây. Nó nói này nói kia với anh chủ tiệm. Bây giờ nó quay trở ra rồi. Trời ơi, họ tay nó giật chiếc túi sách của những vị khách đang ngồi ăn uống kìa quý vị ơi. Trời thằng nó cho. Tụi cóp dạo này là táo tợn dữ lắm rồi. Quý vị hết sức cẩn thận, vô tới quán nhậu nó giật luôn đó. Rồi, lại là một nam thanh niên đang rình mò trước cửa nhà người ta luôn người kìa. Hãy chờ xem thằng này nó làm cái gì đây. Bên trong nhà là dường như không có ai. Nó đi tới đi lùi, đi tới đi lùi rồi kìa. Rồi, đi vô, lấy cái gì? Nguyên một sắp tiền luôn quý vị. Vậy dường như lấy thêm một chiếc điện thoại nữa. Chúng ta xem lại nè. Thấy cho. Một sắp tiền luôn. Một tiệm tóc nha, đây là một tiệm tóc. Chẳng có ai bên trong hết. Sau khi lấy xong, cái mặt cười gà cười hí hửng luôn rồi quý vị. Nhưng có một ông chú đã phát hiện ra. Mày tiêu rồi con trai. Mày tiêu chứ chú rồi. Ăn trộm hả, ăn trộm hả? Nè, ăn trộm nè. Cho mày ăn trộm. Ăn trộm nè, bỏ nhà con. Tiếp tục nữa đây. Lúc này có hai đối tượng đi trên một chiếc xe máy nha quý vị. Không phải hai thằng là bốn thằng luôn. Gợi cho. Thêm một thằng nữa là năm thằng. Sáu thằng. Trời ơi, còn nữa không? Rồi, sau một lúc, tụi nó cũng dọt ra. Trên tay tụi nó là ôm những con gà của người ta luôn quý vị. Hết biết cho. Nó đi vô nó cướp gà luôn đó. Một tên trộm lợi dụng lúc đêm tối, nó đã đột nhập vào bên trong một quán cà phê. Lúc này là nó đang cầm cái két sắt tiền của người ta, nó đập để lấy tiền bên trong đó quý vị. Thì chúng ta hãy chờ xem nó có đập thành công hay là không đây. Sau một lúc đập hoài không được, nó quyết định là lấy nguyên cái đó luôn đi, cho nó khỏe luôn đó quý vị. Có một đối tượng trộm cắp, nó đã từ từ tiến sát lại trước cửa nhà của người ta. Sau đó là nhìn ngó xung quanh và nhìn vào bên trong. Và hãy chờ xem thằng này nó làm cái gì đây nha quý vị.
Sau một lúc nó cũng bước vào bên trong luôn. Bên trong là có người đang nằm trên chiếc ghế salon ngủ ê kìa quý vị. Thằng này rất liều luôn nha. Hình như là tại một quán karaoke luôn nha. Trời ơi trời. Hết biết cho nó chưa. Đi tới đi lui, đi tới đi lui. Mặc dù có người nằm ngủ luôn. Nó đã tiếp cận một chiếc xe, trong khi đó là chẳng ai hay biết hết trơn kìa. Mãi mê nằm ngủ rồi. Có ai phát hiện ra hay là không đây? Trời ơi, nó lấy xe rồi kìa anh trai ơi. Thôi xong phim một chiếc xe này nữa rồi. Bà con cô bác xem video hãy nhớ lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ hết trơn đó nha.